Bắt đầu luôn nhá. Rồi, một số bạn rất là háo hức rồi đây. Thì mình bắt đầu luôn. Câu số 1 là gì đây các bạn ơi? Mấy câu đầu tiên là sẽ là mấy câu để cho mọi người khởi động một tí. Xong về sau sẽ tăng độ khó dần. Thì câu số 1 nó là cái gì? Một, các bạn chọn A, đúng nhỉ? Các bạn khác chọn là gì nào? Comment xuống dưới giúp anh nào. Khi mà mọi người làm mối quan hệ, mọi người phải tìm bằng được cho anh cái danh từ đúng không? Thế thì ở đây mình sẽ có cái danh từ là the time. Thế thì cái mệnh đề quan hệ nào sẽ đi với từ the time đây? The time là chỉ thời gian được chưa? Rõ ràng là chỉ thời gian thì mình chỉ có cái gì thôi? When thôi. Rất là rõ ràng. When là đi với thời gian này. Why là đi với lý do. Which là đi với vật. Còn what nó không phải là mệnh đề quan hệ. What nó là mệnh đề danh từ. Sau này mọi người sẽ học một cái liên quan đến mệnh đề danh từ riêng. Đó. Cho nên số 1 nó phải là A. Số 2 nhé. Rồi, rất là tốt, khởi đầu rất là tốt này. Số 2. Số 2 nhiều bạn cũng chọn là A đúng không? Rồi, thế thì ở đây cái mệnh đề quan hệ rất là rõ ràng. Robert Holden, chấm chấm. Wrote Happiness Now was the founder of Britain's first letter clinic. Thế thì ở đây mệnh đề quan hệ của mình nó cần một cái đóng làm chủ ngữ. Chỉ người đúng không các bạn? Đây là chỉ người mà. Mình đang cần chỉ người. Thế thì rõ ràng là bắt buộc cần phải có mệnh đề quan hệ, đại thể quan hệ là chỉ người, thì còn A và C. Thế thì các bạn nào biết sự khác biệt giữa who với cả whom là gì không nhỉ? Who với cả whom khác gì nhau nhỉ các bạn nhỉ? Cái who nó phải là gì? Cái who nó làm chủ ngữ. Chủ ngữ trong mệnh đề nhé. Còn nếu như mà cái mệnh đề quan hệ của mọi người đang cần tân ngữ thì nó sẽ là whom. Thế thì ở đây mọi người thấy đằng sau chỗ trống của mình là động từ đúng không? Mình cần chủ ngữ cho nên đáp án của mình nó sẽ phải là who này. Đó. Các bạn hiểu đúng không? À, Bách làm rất tốt ở đây câu 6 rồi em. Rồi, rất là tốt. Câu số 2 là A nhé. Các bạn hiểu này. Câu số 3 là gì đây? Câu số 3 thì mình xem là nhiều bạn cũng chọn A tiếp à? Đúng không? Đây chính xác. Cái whom ở đây đóng vai trò là tân ngữ. Cho nên mọi người chọn là bà whom we met in New Jersey is going to visit us next week. Hai và ba rất là dễ đúng không? Số 4. The purse chấm chấm she had lost last week was found yesterday. Số 4 thì nhiều bạn chọn là gì đây? Số 4 thì ở đây cái danh từ của mình là the purse, đúng chưa? Cái ví của cô ấy. She had lost last week. Đây là sẽ là mệnh đề quan hệ. Bổ sung nghĩa cho vật thì mọi người chỉ cần gì thôi? Which. Mọi người sẽ không dùng whom chỉ người. What nó không phải là mệnh đề quan hệ. Of which không hợp lý ở đây. Mình chỉ cần which thôi. Câu này dịch ra có nghĩa là cái ví mà cô ấy mất tuần trước đúng không? Thì đã được tìm thấy ngày hôm qua. Các bạn hiểu bài không nhỉ? Đúng rất là nhiều luôn. Ngân này, Phương Anh này, Như này, Bách là rất là tốt. Châu nữa. Câu số 5. Nào, câu số 5 thì cẩn thận một chút giúp mình nhá. Mọi người đọc thật kỹ câu số 5. Cẩn thận không lại sai đấy. Nào, câu số 5 thì là gì đây nhỉ? Bách lúc nãy comment là B. Người thì lại chọn là D. Đáp án bắt đầu khác nhau rồi đây. Ở đây mọi người thấy rõ ràng the top model đúng không? Đấy chắc chắn chỉ người rồi. Vấn đề là A, B, C, cả D của mình đều chỉ được người. Thế bây giờ làm thế nào để mọi người chọn, mọi người loại? Thì những lỗi mình bảo mọi người rồi, cái từ who nó làm subject đúng chưa các bạn? Ở trong mệnh đề quan hệ này, mệnh đề quan hệ của mình nó chính là cái chấm chấm I was telling you. Nó có phải là mệnh đề quan hệ đúng không? Nhưng mà nó lại không cần chủ ngữ, tại vì chủ ngữ của mình đã là I đấy rồi. Cho nên là cái này mọi người nhẹ nhàng loại luôn. Loại luôn who thì không phải nghĩ nhiều. Bây giờ chỉ còn B, C và D thôi. Thế thì vấn đề nó là cái gì? Whom được không? Whom I was telling you is on TV. Câu trả lời, ông nốt. Đáp án của mình nó sẽ phải là gì? About whom. Lý do vì sao? Lý do vì sao ở đây phải là D? Bởi vì ở đây mọi người sẽ có là gì? Tell somebody about someone or something. Nó sẽ phải có cái giới từ ở đây. Tell somebody about someone or something.
Thế thì cái mệnh đề quan hệ đầy đủ của mọi người nó sẽ là cái gì? The top model whom I was telling you about. Nếu mà mọi người đầy đủ, được chưa? Whom I was telling you about. Bây giờ mọi người sẽ đẩy cái about lên đằng trước thì mọi người sẽ có là the top model about whom. Được chưa các bạn? Không có chuyện là the top model whom I was telling you nhé. Không có cái đó. Nó phải là whom I was telling you about. Nó phải có giới từ đi kèm to tell nữa. Thế cho nên ở đây nó phải là làm đề này. Các bạn hiểu đúng không? Châu này, Phương Anh nhá, hai bạn đã rất là tốt. Làm được câu này chứng tỏ cái thứ rất là chắc đấy. Bởi vì là nếu như mà mọi người chọn A hoặc B không là mọi người chỉ nhớ lý thuyết không. Cái này bắt đầu tính vận dụng cao hơn một chút rồi. Câu số 6 nào. Các bạn khác vào sau thì tiếp tục comment cùng anh nhé. Mọi người học cùng anh luôn nào. Số 6. I call my cousin, chấm chấm, is a mechanic to fix my car, chấm chấm, was broken. Thế thì hai cái danh từ của mình đây sẽ là my cousin với cả my car. Thế thì đây một cái chỉ người và một cái chỉ vật. Thế thì ở đây mọi người sẽ xem là cái nào đây. Đầu tiên là mình sẽ loại được luôn cái gì? That. Cái đoạn C đầu tiên. Tại vì sao? That nó không dùng cho mệnh đề quan hệ. Nó không dùng cho mệnh đề quan hệ xác định. That nó chỉ dùng cho mệnh đề quan hệ gì thôi? That chỉ dùng cho mệnh đề quan hệ. À xin lỗi. That nó không dùng cho mệnh đề quan hệ không xác định. Nó chỉ dùng cho mệnh đề quan hệ xác định thôi. Tức là không có dấu phẩy. Để nói đơn giản hơn thì mọi người ấy cho mình. Có dấu phẩy đằng trước thì không dùng that. Thế cho nên mình loại luôn B đầu tiên. Bây giờ còn what nó không phải là mệnh đề quan hệ đúng không? Mình loại luôn đi. Bây giờ chỉ còn A và B thôi. Thế thì mọi người lắp đáp án vào thì nó cũng sẽ ra là gì? Là A thôi. I call my cousin, who is a mechanic, to fix my car, which was broken. Sau là A nhé. Câu số 7. Số 7 thì bạn chọn là D đúng không? Ở đây thì mọi người là native language. I'd like a teacher. Chấm chấm. Native language is English. Tức là muốn học cùng một người giáo viên mà làm sao? Ngôn ngữ mẹ đẻ của họ là tiếng Anh. Thế thì đây nó chỉ sở hữu rồi. Ở đây cũng cũng là chỉ người đúng không? Nhưng mà nó không chỉ người không mà nó chỉ sở hữu của người. Thì nếu như mà là sở hữu của người thì các bạn sẽ dùng cho anh là whose. Thì chắc là các bạn cũng biết rồi. Sau whose nó phải là cộng với noun nhé. Thì cái từ whose này về cơ bản nó thay cho cái gì đó. Nó thay cho his, her, their, vân vân. Đây đều là những cái tính từ sở hữu. Cho nên nó phải bắt buộc phải đi kèm với noun. Các bạn hình dung đúng không? Cho nên số 7 của mình phải đi. Rồi, Hiền này, Như này, Phương Anh này, Ngân này, rất là tốt. Châu nữa. Câu số 8. Câu số 8 thì nó là cái gì đây? The man chấm chấm was in charge of the management doesn't seem friendly to us at all. Thế thì ở đây các bạn sẽ có một cái cụm collocation cần phải nhớ. Đó là in charge of. In charge of nó sẽ bằng responsible for something. To be in charge of nó sẽ bằng với to be responsible for, có nghĩa là chịu trách nhiệm. Thế thì ở đây mệnh đề quan hệ của mình nó là cái gì đây? Chấm một chấm đến the management. Ở đây mình đề quan hệ của mình đang thiếu một cái chủ ngữ mà như mình bảo lúc nãy rồi, chủ ngữ chỉ có thể là who thôi. Cho nên là chính xác câu số 8 của mình phải là à. Rồi, Trinh là rất là tốt em ạ. Châu nữa, Ngân này, Phương Anh nữa, Như nữa. Bách cũng là rất là tốt nhá, đến câu số 10 rồi. Bạn đã làm được câu nào thì comment xuống dưới luôn. Được chưa? Câu số 9 của mình nào. Số 9 như bạn chọn là gì nhỉ? Số 9, người chọn C, người chọn D. À, người chọn C, người chọn D đúng không? Thế thì bây giờ cùng mình xem nhé. Câu số 9 nhé. I don't think my ex-girlfriend will remember the day chấm chấm we met each other for the first time. Thế thì cái danh từ của mình đây nó sẽ là the day. Thế thì bây giờ mọi người thấy the day liên quan đến thời gian đúng không? Mà như mình bảo rồi, cứ liên quan đến thời gian thì mình sẽ phải là when. Nhưng mà khổ nỗi là đáp án lại không cho when. Nó lại cho toàn which. Thế thì các bạn cần phải biết một cái kiến thức. Đó là when nó sẽ bằng với giới từ cộng với
giới tử cộng với which. Đó, when nó sẽ bằng giới tử cộng với which. Và bình thường giới tử này là có thể là gì? At, on, in, vân vân. Miễn là chỉ thời gian này nhá. Thế thì ở đây đến đây các bạn phải biết đó là at, on, in nó phải phụ thuộc vào cái gì? Phụ thuộc vào thời gian thành từ nó trước. Thế thì khi mà đi về thần chay, giới tử là gì đây các bạn nhỉ? Không thể nào là which được rồi đúng không? Tại vì nó phải có giới tử đi kèm. Thế thì bây giờ nó at, on hay là in? Thế thì bây giờ các bạn nhớ thời chay chỉ ngày mà. Ngày thì nó sẽ phải đi với on which. Ôn lại một tí cho các bạn luôn. Khi nào đi với at? At nó chỉ gì thôi? Chỉ giờ. Ví dụ như là at 9 p.m. chẳng hạn. Đúng không? On là đi với gì? Đi với ngày. Đi với thứ. Ví dụ như là on Tuesday, on Wednesday, vân vân. Khi nào đi với in nhỉ? Khi nào thì đi với in đây? In nó sẽ phải đi với những cái rộng hơn. Đó sẽ là gì? Đi với tháng, đi với quý, đi với mùa, đi với năm, vân vân. Những cái này nó sẽ chỉ thời gian. Và in nó sẽ là cái rộng nhất. Ví dụ như là in the summer chẳng hạn. In the summer hoặc là in summer thôi cũng được. Mọi người sẽ để in summer. Hoặc là bây giờ đây là tháng 9 đúng không? In September. Đó, những cái này là phải đi với in này. Đúng rồi, những cái nào mà rất là lớn ấy thì mọi người sẽ đi với in. Tháng, quý, mùa, năm, thế kỷ, thập kỷ, vân vân. Đều đi với in. Dạ. Mọi người hiểu không? Cho nên tờ đây nó phải đi với on which. Rất là tốt. Câu số 10. Câu số 10 thì nó là gì đây? Nào, cùng mình comment đáp án câu số 10. The old lady, chấm chấm, we were traveling, told us her life story. Số 10 thì ở đây mọi người lại thấy cái danh từ của mình là the old lady. Nó là danh từ chỉ người đúng chưa? Mọi người xác định mối quan hệ cho anh. Đây là chỉ người. Cả bốn từ này của mình đều chỉ người cả. Cả bốn đều từ chỉ người cả. Thế thì bây giờ đáp án là cái gì? Đầu tiên mình loại luôn là who đi đã đúng không? Tại vì câu này của mình không cần chủ ngữ. Câu này mình đã có chủ ngữ là mệnh đề của mình đã có chủ ngữ là we rồi. Không cần chủ ngữ nữa. Who lại luôn. Who này cũng không phải. Vấn đề bây giờ chỉ cần là whom hay là with whom thôi. Câu này nếu như mà các bạn đã hiểu phần trước rồi ấy, thì nó sẽ phải là gì? With whom. Câu đầy đủ của mình nó sẽ là gì đấy mọi người ơi? The only whom we were traveling with. Được chưa? The old lady whom we were traveling with. Thì bây giờ nó không thích để with ở đằng sau, nó để with ở đằng trước. Thì nó sẽ là with whom. Các bạn hình dung đúng không? Đấy, đi thi thì nó sẽ có hai lựa chọn. Một là nó để giới từ lên đằng sau như thế này. Hoặc là hai nó để giới từ lên hẳn đằng trước. Thì nó sẽ có là with whom. Thế nào cũng được. Thì thực ra là trong thực tế thì nó hay dùng cách số 2 hơn. Cách số 2 này thì người ta hay thích dùng with whom hoặc là giới từ cộng với whom hơn. Chứ nó không thích để cuối cùng lắm đâu. Cái số 11. Rồi, rất là tốt. Cái số 11 thì là gì đây? 11 nhiều bạn chọn là D à? Lý do vì sao đấy các bạn? Ở đây thì mình có là the same film đúng không? Film tức là chỉ vật rồi. Vật thì không thể nào là who hay là when được rồi. For which được không? For which nếu như mà bạn nhớ ấy, for which thì nó sẽ là why đúng không? Ở đây chỉ có thể là đáp án gì thôi? Đáp án D. Nhưng mà thực ra ở đây nó vốn là có đại từ quan hệ đấy các bạn. Đại từ quan hệ ở đây nó sẽ là gì? Đại từ quan hệ ở đây nó chính là which hoặc là that. Nhưng mà ở đây nó đang là mệnh đề quan hệ. Nó đang vai trò là tân ngữ cho nên nó bỏ được. Thì ở đây mọi đề là which, that hoặc là x đều được nhé. Is that the film which we watched last year? Hoặc là is that the film that we watched last year? Hoặc là is that the film we watched last year? Khi mà những cái từ này đóng vai trò là tân ngữ ở trong mệnh đề quan hệ, mọi người bỏ được. Không nhất thiết phải nêu ra. Cho nên ở đây đáp án 11 của mình nó sẽ phải là X. Bạn hiểu bài đúng không? Đấy thì đến câu số 12 là câu tiếp nối cho cái phần số 1 à, phần tiếp theo.
Thế thì anh để câu 12 ngay sát câu 11 để cho mọi người ôn tập. Đó, thế thì ở đây nó sẽ là cái gì? As a celebrity, many children admire, it is important for her to act responsibly. Thế thì ở đây mọi người thấy mệnh đề quan hệ của mình đây, nó chính là chấm chấm chấm, many children admire. Thế thì ở đây cái trong vai trò của mệnh đề quan hệ này, từ này đóng vai trò là tân ngữ. Và như anh bảo rồi, tân ngữ thì mình sẽ có whom, có that hay là có x. Cho nên đáp án chính xác của mình phải là D. Được chưa nhỉ? Cho nên như vậy, 12 của mình tiếp tục lại là D tiếp. Đó là xuất sắc. Rồi, chưa làm khó được mọi người được không? Câu khó bắt đầu từ mấy câu sau cơ. Những câu đầu nó sẽ là những câu để cho mọi người khởi động nhé. Bắt đầu những câu sau nó khó rồi đây. Câu số 13. Nào, câu số 13 thì đó là gì? 13 thì bạn chọn C đúng không? Nhất trí luôn. Lý do vì sao đây? Đơn giản là bởi vì gì? Mình có giới tự in đúng không? Ở đây nếu như mà không có giới tự, đầu tiên là mọi người xác định cho anh danh từ như bình thường. Mình có the place, tức là chỉ địa điểm. Mà đã là địa điểm rồi thì gạch luôn. Hai là đầu đi. Bây giờ mình chỉ có where thôi. Where với cả which. Thế thì rất là mình có where. Nhưng mà vấn đề ấy, bình thường đi thi nó nhiều lúc nó không dùng where đâu, mà lại thích thằng which cơ. Thế thì ở đây nó sẽ có giới từ của cái which. Nó giống hệt cái when lúc nãy của mình nhưng mọi người ạ. When là bằng giới từ của which đúng không? Thế thì where bằng giới từ của cái which được. Thế thì nó là giới từ gì thì nó phụ thuộc vào cái điểm của mọi người. Thế thì bây giờ nó đã cho là in ở đây rồi, thì mọi người chọn luôn là in which và không phải nghĩ điểm. Được chưa? As a retired person, the place in which my mother spends the most time is the garden. Cho nên là 13 của mình đã là phần C. Câu số 14. 14 các bạn chọn, người chọn A, người chọn C này. Nào, bắt đầu khá đảo bản nhau rồi đây. Thế thì lại một lần nữa, the last date, danh từ của mình là date đúng không các bạn? Date nó chỉ thời gian. Đã là thời gian rồi thì chỉ còn gì thôi. When hay là which, nhưng mà lại một lần nữa nó không cho mình when. Thế thì bây giờ các bạn phải xem là gì? Date nó đi với giới từ gì? Mà như anh bảo mọi người đó, như anh bảo mọi người đó là gì? Date nó sẽ phải đi với. Nó là thứ mà đúng không? Nó là thứ hay nó là ngày. Cho nên mọi người sẽ phải dùng với on which. August 23rd is the last date on which you may transfer to another course. 14 của mình phải là on which. Rồi, Châu này, Đạt này, Trinh này, rất là tốt. Ngân nữa. Những ngày của Hay Chan, hello em. Mọi người có thể chia sẻ livestream này về nhá. Để khi nào mà anh livestream xong thì cái video sẽ tự hiện ra. Được chưa? Mọi người chia sẻ livestream về cũng như là tag bạn bè vào. Thì mình cuối buổi livestream thì video sẽ tự hiện ra. Câu số 16. À 15 trước nhá. Sorry, câu số 16 nào. Câu số 16. The reason chấm chấm she gave us for not coming early made us disappointed. 16 đọc thật kỹ cho anh nhé, không lại sai one đấy. À câu 15 đọc kỹ cho anh nhé, không lại sai one đấy. Nào, danh từ của mình là the reason. The reason, khi mà liên quan đến the reason, chắc chắn là nhiều bạn sẽ nghĩ ngay đến why đúng không? Chắc chắn là nhiều bạn sẽ nghĩ đến why. Nhưng mà vấn đề ở đây các bạn có thấy là for which nó cũng bằng why nữa không? Mọi người nhớ nhá, ba cái từ là when, where với cả why nó đều đổi thành which được. Và trong trường này why nó bằng for which. Thế thì nếu như mà why nó bằng for which rồi thì không thể nào đáp án là A hoặc B được. Đúng không các bạn? Nếu như mà đáp án why nó bằng for which rồi thì đáp án không thể nào là A hoặc B được. Đáp án ở đây nó là cái gì? Đáp án đấy nó là that. Lý do vì sao đây? Lý do vì sao nó lại là that? Mọi người nhớ nhá, reason nó cũng đi về vật, nó cũng là vật được. Tức là miễn nó không phải là người thì đều là đi về vật được. Đúng không? Thế thì lý do vì sao đây mình dùng that mà không dùng why?
Không phải thì cứ thấy reason là why, automatically là why đâu. Cái này mọi người phải xem nghĩa của nó nữa. Ở đây mọi người dịch nghĩa cho anh nhé. Cái lý do mà cô ấy đưa chúng tôi về cái việc là gì? Không đến sớm. Thì ông tôi rất là thất vọng. Đúng không mọi người? Cái phần nghĩa mọi người lắp nghĩa vào đây này thì nó mới đúng cái nâng nghĩa của câu được. Cái lý do mà cô ấy đưa cho chúng tôi đúng không? Để bào chữa cho cái việc làm sao không đến sớm thì khiến cho chúng tôi rất là thất vọng. Mọi người lắp why vào đây xem nó có bị khớp nghĩa không? Câu trả lời là khớp luôn. Đúng không? Lý do vì sao? Lý do tại sao cô ấy đưa cho chúng tôi bởi vì không đến sớm khiến ông tôi thất vọng. Nghe nó không hợp lý thế nào đúng không mọi người? Mặc dù nó đúng đúng ngữ pháp nhưng mà nó không hợp, không thuận. Cho nên là câu số 15 nào nó phải là C. Các bạn hiểu không? Đấy, câu này là một câu bẫy này. Đi thi nếu như mà mọi người không bình tĩnh ấy là 15 là sai rồi. Rất là lãng phí. Được chưa? Nào, bây giờ thì đến câu số 16. Từ câu số 16 trở đi là mình có hai chỗ trống. Tăng một độ khó lên tí. 15 bắt đầu hơi khó khó rồi nhá. Câu 16 trở đi đã bắt đầu là hai chỗ trống. Các bạn cùng anh comment xuống dưới nào. Unlike many artists of his era, J.M.W. Turner entire life was devoted His art was successful throughout his career. Thế thì đây mình làm từng cái một. J.M.W. Turner, đấy là chỉ người rồi. Nếu mà đã là chỉ người rồi thì các bạn loại là cái gì đây? Mọi người loại là that luôn đúng không? Tại vì sao? Vì như anh bảo rồi, that nó không dùng trong mệnh đề quan hệ. Không xác định, nó chỉ dùng trong mệnh đề quan hệ xác định thôi. Thế thì bây giờ mình chỉ còn là whose, whom hay là whose. Thế thì ở đây nó cần là whom không? Nó cần tân ngữ không? Câu này là không đúng không? Tại vì cái danh từ đằng sau của mình đã là life. Life tức là đây là cuộc sống của người Turner này. Thì đây phải chỉ sở hữu. Thì không thể nào mà đi với whom được. Mà 16 của mình nó sẽ phải đi với whose. Vấn đề là chọn được whose rồi thì bây giờ lại thêm cái độ khó tiếp. Đó là devote đi với cái gì? Thì devote, cái này bác phải biết thôi. Không biết thì không làm được. Devote to. Devote có nghĩa là verb, đó nghĩa là cống hiến. Chỗ này có nghĩa là cống hiến nhé. J.M.W. Turner, toàn bộ cuộc sống của người này thì đã được cống hiến cho nghệ thuật đúng không? Thì rất là thành công trong trong nghề nghiệp của anh ấy. Và giới từ là to, devote to, cống hiến. 16 của mình là phải làm D này. 17. Rồi, Mike làm rất là tốt đấy bạn. Câu số 17. We always hold a family barbecue in our garden, Independence Day, was on a Tuesday this year. Số 17. 17 thì các bạn chọn gì đây? 17 các bạn chọn D à? Đầu tiên là mọi người nhớ có từ day, giới từ lúc nào phải là on đúng không? On là đi với ngày, đi với thứ mà. Cho nên là day thì phải đi với on. Được chưa? Bây giờ mình chỉ có cái phần đằng sau thôi. Thế thì nếu mà là on rồi thì mọi người lại luôn. Bây giờ mình chỉ còn là C hoặc D thôi. Thế thì vấn đề nó là when was hay là which was? Thế thì nhẹ nhàng đơn giản. When nó phải cộng với S cộng verb. Nó không thể nào là sau nó là verb được. When nó bắt đầu cộng mệnh đề. Đáp án chỉ có thể là D thôi. Bởi vì which nó làm chủ ngữ được. Các bạn nhìn đúng không? Which was on a Tuesday this year? Mười bảy của mình phải đáp án. Đáp án D. Mười tám C à, nhiều bạn chọn C à. Rồi. Cái này mọi người phải lưu tâm một chút. The hairdressers. Các bạn phải nắm được cái kiến thức này. Đây liệu có phải lên từ chỉ người không các bạn? Nào, mọi người phải lưu tâm cho em một chút nhé. The hairdresser đây rõ ràng là gì? Người tạo mẫu tóc đúng không? Rõ ràng là người làm tóc. Đây là không có gì để bàn cãi.
Nhưng mà vấn đề là nó lại cho thêm cái phẩy S của nó nữa vào. Thế thì cái này có nghĩa là gì? Câu này là một câu hơi khó một chút đấy. Bạn nào mà phải chắc kiến thức. The hairdressers, nó lại có S ở đằng sau. Cái này là chỉ cái gì? Cái này có nghĩa là gì? Cửa hàng làm tóc mọi người ạ. Cái này nó lại thành là cửa hàng làm tóc. Có một số những cái ngữ pháp kiểu như thế này, đó là the barber. Các bạn có học sở hữu cách ngày xưa không? Ngày xưa khi mà học sở hữu cách thì anh đã bảo là khi mà đến một số nơi như kiểu là gì, cửa hàng cắt tóc hay đến office hay đến nhà của ai đấy đúng không, người ta sẽ chỉ cần phẩy S thôi là người ta sẽ hiểu cái đấy là chỉ địa điểm. Bạn hiểu không? Đây nó sẽ là cửa hàng làm tóc. Hiểu chưa? Thế thì đây nó sẽ phải là gì đây? Câu này có nghĩa là gì? Em gái hay là chị gái của tôi đúng không? Vừa cái mua, đấy mọi người thấy đây tiệm bót. Không thể nào là mua người người làm tóc rồi đúng không? Đây phải mua cửa hàng cắt tóc. Mua cửa hàng cắt tóc mà cô ấy làm việc cho từ khi cô ấy là một cái một teenager. Thế thì nếu như mà mọi người không chắc ở đây ấy, thì các bạn sẽ phải loại đáp án cho anh. Ở đây mình có từ since, mệnh đề nào trước từ since mình sẽ phải dùng với nên thẳng thầy. Thế thì bây giờ chỉ còn là who, hoặc là has worked, hoặc là x, has worked. Mình không, đây không phải chỉ người rồi, cho nên đáp án chỉ là gì thôi, là D thôi. Các bạn hình dung không? Đó, nhiều người nếu mà không chắc cái này là hairdressers, mọi người hay thấy nghĩ là nó là người đúng không? Nhưng mà đây không phải người, mà đây là chỉ cắt tóc. Nếu như mà là người cắt tóc thì không thể nào là bot được. Đấy cũng là một cái dữ kiện này cho các bạn này nhé, quý. Người cắt tóc nó chỉ là hairdresser thôi, hoặc là barber. Hoặc là barber, người ta mẫu tóc. Phải S vào đằng sau tức là chỉ cửa hàng người ta. X has worked, 18 nguyên phải D này. Câu 19. Câu số 19. 19 thì nhiều bạn chọn là D đúng không? Các bạn khác chọn là gì nhỉ? The baker John Carroll didn't want to sell him chấm chấm bread. Từ này có nghĩa là cãi nhau mọi người nhé. Cãi nhau. Khi mà mọi người nói là một cãi nhau với một ai đấy thì nó sẽ phải có thêm giới từ là with. Giới từ là with. Nó phải có giới từ là with nữa. Thế thì ở đây khi mà đã có giới từ là with rồi thì chắc chắn đáp án nó sẽ phải là with whom. Didn't want to sell him any bread. Cái người làm bánh mà John cãi nhau đúng không? Không muốn bán cho anh ta bất kể một tí bánh mì nào cả. Any mình sẽ dùng vào trong câu phủ định. Cho nên câu số 19 của mình đã ở đây này. Rất là tốt luôn. Câu số 20. Câu số 20 đấy các bạn chọn gì? Phần lớn các bạn được chọn which, Bách cũng chọn which luôn. Các bạn khác chọn gì đây nhỉ? Comment xuống dưới cho anh nào. The Queen gave out medals for services to the community. Most chấm chấm were given to famous people. Nữ hoàng đưa là sao? Nữ hoàng trao tặng huy chương về phục vụ cộng đồng. Và phần lớn trong số đó đã được trao tặng cho những người nổi tiếng. Thế thì most of đây là một cấu trúc mà các bạn phải biết, đó là lượng từ cộng of cộng với which. Lượng từ cộng of cộng với which. Anh hỏi một chút, có bạn nào biết lý do vì sao phải là A không? Thử thách cho các bạn một tí này, vì sao không phải là A? Không có of that nữa, nó chỉ có of which thôi. Vì sao không phải là most of them? Ở đây mình đang thay thế cho cái medals đúng không? Thế thì vì sao không là A được? Lượng từ của which, còn vì sao không phải là A được? Most of them có mà đúng không? Some of them, many of them có mà. Thế vì sao không chọn A?
Giới từ chỉ đi với with, which, whom. Nó vẫn đi được với them mà đúng không em? Nó vẫn đi được với them mà. Được chưa? Lý do rất đơn giản. Nếu như mà mọi người điền them vào đây ấy, thì hai cái mệnh đề này, đây nó là hai mệnh đề rồi. Các bạn hình dung không? Đây nó là hai mệnh đề rồi. Thì hai mệnh đề này là hai mệnh đề độc lập. Nó phải có từ nối, nó phải có liên từ. Nếu như mà đây là them ấy, thì đây phải có liên từ ở giữa. Nhưng mà vấn đề là nó không có liên từ. Cho nên đây phải là một mệnh đề phụ thuộc vào mệnh đề còn lại. Thì như vậy mình sẽ có là most of them. À, most of which. Tại vì most of which nó là mệnh đề quan hệ mà đúng không? Nó bổ sung nghĩa cho cái danh từ. Tức là nó phải đi kèm với cái danh từ đó. Chứ bản thân nó không đi một mình được. Còn most of them nó là mệnh đề độc lập. Bản thân nó đi một mình được. Không vấn đề gì cả. Thì nếu mà đây là them thì đây phải có liên từ. Các bạn hình dung nhá. Giả sử nếu mà anh cho thêm từ and vào đây chẳng hạn. Nếu như mà câu này của anh ở đây là từ and nhá. Nếu như mà anh muốn nâng cao cho các bạn một chút nữa ấy, anh sẽ cho thêm vào đây là từ end. Thì ở đây mọi người thấy đã có liên từ rồi đúng không? Thì đáp án đây nó phải là most of which, à most of them chứ không phải most of which nữa. Bởi vì đây nó là hai mệnh đề tương đương với nhau rồi, nó không bị phụ thuộc vào cái còn lại. Thì đây phải là most of them. Được chưa? Đó. Nói chung là các hôm sau sẽ có những cái câu nâng cao cho bạn tí nữa. Hôm nay thì ôn tập những cái phần cơ bản đã. Nhưng mà anh thấy mọi người đang làm rất là tốt đấy. Tiếp tục của anh cố gắng nào. Câu số 21. 21 các bạn cho gì đấy? Bây à? Đúng nhỉ? Nhất trí luôn. Noel helped the old women. Chấm chấm could chấm chấm walk board the plane. Thì board là từ đi lên máy bay mọi người nhé. Ở đây mình đang cần chủ ngữ đúng không? Chỉ có thể là who thôi. Nếu mà đây là who thì mọi người loại luôn tất cả các bạn còn lại là gì nữa. Các bạn có nhớ sự khác biệt giữa hot với cả hotly là gì không nhỉ? Hot với cả hotly rất hay, rất nhiều người hay nhầm cái này nhé. Hotly là trạng từ mà nghĩa là hầu như không. Hot nếu mà là trạng từ thì nó mang nghĩa là chăm chỉ. Được chưa? Hotly. Hot. Hai cái này hoàn toàn khác nhau. Thế thì ở đây mọi người thấy nó cần trạng từ đúng rồi. Tại vì là hotly walk. Tại vì nó cần bổ sung nghĩa cho từ walk mà đúng không? Thế lắp nghĩa vào đây thôi. Noel giúp cho người phụ nữ già đúng không? Cái người mà làm sao? Hầu như không đi được. Nên máy bay. Chứ không phải là hot vào đây được. 21 của mình phải là đáp án B. Hai mươi hai nhiều bạn chọn lần câu n đầu tiên là b về sau chuyển sang d à? Nào 22 các bạn chọn gì? I'm thinking of entering chấm chấm university chấm chấm facilities are excellent. 23 một số bạn chọn là d. Rồi thế thì mọi người nhìn đáp án đằng trước, nó sẽ bắt mọi người điền một cái kiến thức cơ bản đó là liên quan đến mạng từ. Được chưa? Nó bắt mọi người điền một cái kiến thức liên quan đến mạng từ. Thế thì ở đây mọi người là đáp án thôi. University. Các bạn có nhớ lúc nào đến ân, lúc nào đến ơ không? Ân là phải đi với nguyên âm. Thế nào là nguyên âm? Đó chính là uể oải của mình đấy. Được chưa? Nguyên âm chính là uể oải của mình. Còn A nó là phụ âm. Đúng không? A nó là phụ âm. Thế thì vấn đề là university của mình, nó có phải là nguyên âm không? Câu trả lời là không. University của mình nó bắt đầu bằng J, nó chữ J này. Cho nên không thể là ân được. Loại luôn. Bây giờ của mình chỉ còn là A thôi. A, University, chấm chấm, facilities are excellent. Đây là chỉ sở hữu rồi. Cho nên đáp án của mình là phải là đây. Chưa các bạn? Đó, rất là tốt. Câu này thì chúc mừng Bách này, Phương Anh này. Như nữa, rất là tốt. Câu số 23. 23 đáp án là gì đấy các bạn? 23 nhiều bạn cũng chắc là D luôn đúng không? Ở đây mình sẽ có là mệnh đề quan hệ Mary chấm chấm has only been in Japan for 3 months. Đây rõ ràng là mình cần mệnh đề quan hệ
bắt đầu của nó phải là chủ ngữ, thế thì không thể nào là whom được. Mọi người loại toàn bộ đáp án là whom cho anh. Bây giờ mình chỉ còn là who thôi. Bây giờ mình hay có là who perfectly với cả who perfect. Đáp án nó là cái gì? Cái này trước đây ở trong bài kiểm tra tính từ với cả từ anh cũng từng cho mọi người làm lần rồi. Không biết là các bạn có nhớ không? Đáp án nó phải là perfect. Lý do vì sao? Vì sao đây không phải là perfectly? Các bạn nào nhớ không nhỉ? Who ở đây là ai cũng làm được đúng không? Nhưng mà vì sao đây không phải là perfectly mà đây là perfect? Nếu như mà mọi người chỉ bảo là nói tiếng Nhật bình thường đúng không? Speak Japanese. Như vậy là xong. Nói tiếng Nhật tuyệt vời, nói tiếng Nhật trôi chảy, nói tiếng Nhật hoàn hảo. Thế thì mọi người sẽ có là speak perfect Japanese hoặc là speak Japanese perfectly. Vì sao lại có cái cấu trúc như vậy? Tại vì ở trong trường này là Japanese đó là danh từ. Perfect là tính từ bổ sung nghĩa cho Japanese. Còn ở trong trường này, perfectly nó bổ sung nghĩa cho từ gì? Perfectly nó bổ sung nghĩa cho từ say, từ speak. Được chưa các bạn? Còn trong trường này, perfect là bổ sung nghĩa cho Japanese. Nếu mà là perfectly thì phải đi đằng sau, chứ không thể nào đi đằng trước được. Cho nên 23 của mình đáp án nó phải là đi. Được chưa? Câu số 24. 24 nhiều bạn chọn đáp án là D. 24 đáp án là D. Xem nào. I think the Chinese chấm chấm the people chấm chấm habits are the most similar to ours. Thế thì ở đây nó lại hỏi mọi người kiến thức liên quan đến hợp chủ ngữ động từ. Thế thì ở đây mình có là the Chinese. Mọi người có nhớ là the cộng với tính từ là chỉ cái gì không? The cộng với tính từ là chỉ một nhóm người. Đó, cái này là chỉ một nhóm người. Mà đã là một nhóm người rồi, tức là phải là số nhiều. Thế thì nhẹ nhàng loại luôn. Loại được B đi. Bây giờ mình chỉ còn là A, C và D thôi. Thì đằng sau mình đã có habits. Nó cần với một danh từ đúng không? Đấy là nó chỉ sở hữu rồi. Loại nốt. Loại nốt C. Bây giờ mình chỉ còn là A với cả B. A với cả D thôi. Thế thì theo mọi người, cái này là were hay nó là are? Cái này là were hay là are? Thì câu trả lời câu này là phải là gì? Nếu là were, tức là bây giờ nó còn rộng nữa không? Nếu mà là were, tức là mọi thứ đã kết thúc ở trong quá khứ rồi đúng không? Bây giờ nó không còn rộng nữa. Nhưng mà thực tế là làm sao? Thực tế là bây giờ vẫn rộng. Đúng không? Hoặc là nếu như mà nó muốn là không rộng nữa thì nó phải cho mọi người thêm sự kiện. Nếu như mà không thì bây giờ nó còn không rộng. Bây giờ nó vẫn rộng thôi. Cho nên đáp án của mình 24 nó phải là đi. I think the Chinese are the people whose habits are the most similar to ours. Còn nếu mà là war ấy, thì đây là phải làm sao? Phải cho thêm mọi người thêm sự kiện. Các bạn hình dung không? Và cái số 2 là mọi người có thể loại thêm dựa vào là cái are nữa. Are the most similar to ours. Tức là cái are này, tức là vẫn đúng mà. Thấy chưa? Cho nên không thể nào để war được. Hai mươi bốn đó phải là đây này. Câu số 25. Rồi 24 chúc mừng Như này, Bách này, Đạt này, Phương Anh này, Tâm này. Ồ, Tâm vào muộn thế. 24 của mấy đáp án chính xác phải là đây. 25. 25 của mày xem nào. I had lunch with Janice Moore, chấm chấm, son, chấm chấm, the shoe factory in our town. Ở đây mình có từ son đúng không? Janice Small. Đây chắc chắn là chỉ sở hữu của Janice này rồi. Cho nên đây là chỉ sở hữu. Thế thì mọi người sẽ có luôn là gì? Whose luôn đúng không? Câu này chọn luôn là gì đây? 25B. Mà không phải nghĩ nhiều đúng không? Owns the shoe factory in our town. 25 của mình phải là đáp án. Đáp án B. Được chưa? Mình đi ăn trưa với Janice Moore, người con trai của cô ấy thì làm sao sở hữu một nhà máy sản xuất giày ở trong thị trấn của chúng ta. Đúng không?
Câu số 26. Hai mươi sáu các bạn chọn C, phải là C đúng không? 26 thì ở đây mọi người sẽ có danh từ của mình là on the days của mình là chỉ thời gian rồi, mà đã là thời gian thì mọi người sẽ có when, loại luôn nào cả B đi, không phải nhiều, bởi vì bắt đầu which với là when đúng không? Hợp lý. Bây giờ mình chỉ có when thôi. Thế thì mọi người phải biết là giới từ, cái từ reflect nó là cái gì? Thì giới từ của nó là reflect on something, tức là suy nghĩ về, nhìn lại về cái gì đó. Bây giờ mình sẽ gọi là reflect on. Dịch ra thì có nghĩa là gì đấy? Vào những cái ngày mà làm sao? Vào những cái ngày mà tôi làm sao? Feel the need, tức là tôi muốn ngẫm nghĩ lại về, tôi suy nghĩ lại về những cái chuyện trong quá khứ và lên kế hoạch cho tương lai đúng không? Tôi sẽ ngồi bên cạnh một bờ sông và nhìn những cái thiên nga bơi ngang qua. Nghe cũng vẻ rất là trong những ngày mà muốn suy nghĩ về quá khứ cũng như là liên quan cho tương lai thì mình sẽ ngồi bên cạnh bờ sông và ngắm nhìn những con thiên nga bơi ngang qua. 26 của mình phải là đáp án là C này. Câu số 27. 27 nhá. In the end, we chose the restaurant chấm chấm menu looks the most chấm chấm. Thế thì ở đây là the restaurant. Danh từ của nó là menu. Đây rõ ràng là phải chỉ sở hữu rồi. Đó là chỉ sở hữu thì loại luôn. Loại luôn A đi. Loại luôn. Loại luôn A đi. Loại luôn tất cả đi. Bây giờ chỉ còn là gì thôi. Whose menu look the most interesting? Được chưa các bạn? Look the most interesting. Hai mươi tám. 28 thì nó là gì đây? The park is open chấm chấm public at no charge. At no charge tức là không miễn phí mọi người nhé. At no charge, cái cúp của nó là như vậy luôn. At no charge tức là miễn phí. Except for, giới tức là cái gì for này. Except for, ngoại trừ cái gì đấy. Một cái cuối tuần khi mà làm sao? The flower show was held there. Thì giới từ của open, thưa open đi được với rất nhiều giới từ mọi người ạ. Open to, open about hay là open with đều đi được, nhưng mà nghĩa của nó khác. Các bạn sẽ phải trang nghĩa giúp anh nhé. Open to nó nghĩa là gì? Và open about hay là open with nó nghĩa là gì? Nó mang ngay hai nghĩa hoàn toàn khác nhau đấy. Các bạn sẽ tra cho anh câu location này nó nghĩa là gì nhé. Open to, open about hay open with. Thế thì open to nó mang nghĩa là gì? Open to nó mang nghĩa là sẵn sàng cho ai sử dụng. Nó bằng available ấy. Trong trường này bằng available. Open to sẵn sàng cho ai đó sử dụng. Open, open with, open about something. Mọi người nhớ cho anh là open about something, tức là cởi mở về cái gì. Open with, cởi mở với ai. Open with someone. Cởi mở với ai, tức là kiểu như là mọi người kể chuyện cho người ta nghe chẳng hạn, mọi người kể chuyện cá nhân của mọi người cho người ta nghe, tức là đang mọi người đang open với người đấy rồi, cởi mở với ai đúng không? Còn open about something tức là cởi mở về cái gì, nó thường ví dụ như là cởi mở về mistake chẳng hạn, I'm very open about my mistakes hoặc là my thoughts hoặc là cái gì đó tùy. Đấy thì các bạn nhớ để dùng đỡ nhầm. Trong trường này thì mình đang có là gì đấy, mở cửa cho người ta dùng đúng không? Công viên này mở cửa cho cộng đồng sử dụng mà không mất phí nào, trừ vào làm sao, ngoại trừ vào một cuối tuần khi mà cái flower show được tổ chức vào trong đó. Thế thì đấy chắc phải là tu rồi. Thế thì đáp án luôn 28 nó là B. Các bạn hiểu bài đúng không? 28 đáp án của mình nó phải là B. Câu số 29. 29 các bạn chọn D.
Nhất trí luôn. Hôm nay nhiều đáp án D quá nhỉ? Anh cũng không để ý là nhiều D như thế đâu nhá, tại vì là nhiều D quá đúng không? Thế D liên tục này. Thế D liên tục. Rất nhiều đáp án D. Ở đây mọi người cũng đã được đáp án mà đúng không? Tại vì sao? Traffic của mình là danh từ không đếm được. Traffic là danh từ không đếm được. Đã không đếm được rồi thì không đi về fewer, không đi về few, không đi về many. Nó sẽ phải đi với less. Mà less ở đây chỉ có thể là when thôi. There is less traffic in the city when the children are on holiday from school. Câu số 30. 30 thì là gì đấy các bạn? Hundreds of people have been evacuated. Cái từ này evacuate nó có nghĩa là sơ tán mọi người nhé. Evacuate có nghĩa là sơ tán. Tức là rất nhiều người, hàng trăm người, hàng nghìn người đúng không? Đã bị sơ tán khỏi thị trấn đó. Many chấm chấm will spend the night under the stars. Oh wow, under the Ở đây thì nó có một cái cụ mọi người học lúc nãy rồi. Đó chính là lượng từ cộng of, cộng which hoặc là cộng với whom. Đây là cấu trúc mà nó thi rất nhiều. Cho nên đây mình sẽ có là many of whom will spend the night under the stars. Nó sẽ bổ sung nghĩa cho cái hundreds of people này ở đây. Được chưa? Rồi, hôm nay mọi người rất là xuất sắc luôn. Nice. Mọi người comment giúp anh là mọi người được bao nhiêu câu trên này nhá. Trên 30, comment xuống dưới giúp anh nào. Anh thấy đúng nhiều quá cho nên là không làm khó được mọi người đúng không? Còn hôm sau thì sẽ liên quan đến mệnh đề ấy nhá, giữ gọn. Sẽ có thêm nhiều câu để cho mọi người thử thách. Như vậy là mình đã xong rồi đấy. Rất là tốt luôn. Các bạn comment cho anh nào, bao nhiêu câu trên 30 nào? Cả nhà hiểu bài không nhỉ? Có cái gì còn không hiểu không? Trong câu ngày hôm nay chắc là có cái câu là hairdressers là cái câu mà quan trọng nhất đúng không? Và đâu những câu khác thì mọi người xử lý được. Là tốt. À câu số 15 nữa. Câu số 15 cũng là một câu mà hơi quan trọng một tí. Còn đâu thì là ok. Thì những cái nội dung này mà anh đã cho mọi người rồi ấy, thì hôm sau anh sẽ thử thách mọi người cái nội dung khác. Yeah, thì là để cho mọi người ôn tập thật kỹ cái phần mình để quan hệ đi. Thường là năm nào nó cũng ra mệnh đề quan hệ đấy, kiến thức mệnh đề quan hệ là năm nào nó cũng ra luôn, cho nên là cái phần này mình là rất là chắc. Hôm nay thì mình đã làm mệnh đề quan hệ đầy đủ rồi, hôm sau thì khi mà sau khi lớp học của anh học đến mệnh đề quan hệ rút gọn, ngày mai các bạn ấy sẽ học rút gọn, thì cuối tuần này sẽ cho mọi người làm một bài liên quan đến rút gọn nhé. Các bạn hiểu bài không nhỉ? Rồi, rất là tốt, không có câu hỏi gì đúng không? Đấy, thế thì anh chỉ nhắc một chút thôi để mà mọi người nhá, để mà mọi người lên livestream của anh thường xuyên thì là anh mới chia sẻ cho mọi người một cái đó là YouTube của anh. Mọi người có thể lên fanpage của anh nhá, ôn luyện tiếng Anh cấp 3 và đại học. Thì mọi người bấm subscribe cái YouTube channel của anh. Thì ở đây nó sẽ là cái nơi mà anh tổng hợp lại cho mọi người toàn bộ những cái video mà anh livestream. Bởi vì là video này thì về sau khi mà anh đăng bài mới thì nó sẽ bị làm sao? Nó sẽ bị ấy xuống dưới. Nó sẽ đè xuống dưới thì mọi người sẽ phải lộn bài, nó rất là khổ. Thì mọi người like cái channel của anh, sau này khi mà anh đăng một cái gì để lên ấy, mọi người sẽ được notification. Thì mọi người subscribe với cả mọi người bật notification nhé. Đó thì về sau anh đăng video lên mọi người sẽ nhận được notification. Và lúc nào mọi người muốn luyện tập cái phần gì đó thì vào phần channel của anh để xem, có rất nhiều nội dung để cho mọi người thử sức đấy. Và cái số 2 đó là mọi người nhé, chỉnh cái phần setting, phần following để về sau này khi mà anh livestream thì mọi người sẽ nhận được thông báo. Thì cái này anh nói hôm trước rồi, anh nói lại một lần nữa. Đó là mọi người sẽ vào cái phần website này để cho các bạn. Mọi người vào phần fanpage của anh nhé. Mọi người nhìn thấy cái dấu ba chấm ở đây không? Đấy, bên cạnh cái ấy này, phía dưới này. Đây là dấu ba chấm. Mọi người bấm vào phần cái phần là follow settings. Bấm vào đây. Sau đó thì mọi người bấm vào cái phần favorites. Thì nếu như mà mọi người để cái phần favorites như thế này ấy, thì sau này khi mà anh đăng bất kể một cái thông tin gì đó hoặc là anh livestream, mọi người sẽ đều nhận được notification.
Như vậy thì mọi người sẽ vào tham gia mà không bị lỡ bài. Sau đấy thì mọi người bấm vào update là được. Các bạn hiểu không? Thì hôm nào anh cũng sẽ có bài lên để cho mọi người thử sách. Đấy thì mọi người vào làm luôn nhé. Mọi người vào làm và tương tác với anh ở trên đó. Chào các bạn. Rồi. Thôi. Bài hôm nay anh nghĩ là nó làm khó được mọi người một chút. Nhưng mà mình không ngờ là làm tốt quá. Thế thì hôm sau thì lại tiếp tục với một phần nâng cao hơn một tí nữa. Rồi. Cảm ơn mọi người nhé. Thế thì hôm nay mình sẽ off ở đây. Hẹn gặp mọi người vào cuối tuần. Thì anh sẽ livestream về để mình hẹn gặp phần 2, à phần 3. Rồi, chào mọi người. Thank you. Hôm nay rất cảm ơn Bách này, cảm ơn Phương Anh này, cảm ơn Như, cảm ơn Đạt, cảm ơn Châu, cảm ơn Trinh. Cảm ơn rất nhiều bạn hôm nay đã lên cùng mình tham gia livestream. Hẹn gặp mọi người vào buổi sau. See you. See you.